định là số 1. Mình đã phát cho mọi người cái nội dung của buổi học lý thuyết buổi 4 hôm nay rồi. Thì xin mời mọi người hãy xem xét kỹ trong 10 phút. Sau đó thì mình sẽ trình bày lời nhóm buổi lý thuyết. Sau đó sẽ có câu hỏi cuối buổi lý thuyết. Hồi trước thì lớp mình cùng nhau nghiên cứu về các cái định nghĩa cơ bản về Kaizen cũng như là Seiyan rồi. Thì mọi người cũng đều nắm được cái tinh thần, thứ nhất là tinh thần, thứ hai là những cái bản chất và những cái đặc điểm, cũng như là chúng ta có một cái cách nhìn tổng quan và lợi ích rồi là mục đích nhìn rất là rõ rồi. Thì buổi hôm nay thì cũng như cái nội dung mà em đã gửi cho mọi người ấy, thì cái nội dung này nó sẽ giúp cho chúng ta ở đây sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về cái cách để chúng ta vận hành cái hệ thống này như thế nào. Thì em đưa ra một số các cái đề mục quan trọng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng cái đề mục một. Thì mục một thứ nhất là cái chương trình hoạt động. Em vẽ lên đây để mọi người cùng hiểu. Đây là cái chương trình hoạt động của hệ thống Kaizen-TA. Thì cái chương trình này nó sẽ bắt đầu bằng từ cái việc khuyến khích tham gia, sau đó là khuyến khích mọi người viết ra đề xuất cải tiến, sau đó thì xem xét đánh giá và khen thưởng. Thì đối với cả mỗi một cái bước như thế này trong một cái chương trình thì sẽ có những cái cách, có những cái đặc điểm như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ đi tìm ở cái phần tiếp theo, là làm sao để cho mọi người tham gia, làm thế nào để viết được ra đề xuất cải tiến chất lượng, làm thế nào để đánh giá ai là người đánh giá và ghi nhận khen thưởng như thế nào qua cơ chế khen thưởng như thế nào. Thì tất cả thì nữa mình sẽ làm rõ ở dưới. Thì cái chương trình này, cái hoạt động đề xuất nó có tốt hay không ấy, và nó có cải thiện được cái năng suất hay không, thì cái chương trình này nó phải thông suốt, nó phải là thông suốt, không mực nghẽn ở chỗ nào cả. Ví dụ như là bước 1 là làm rất là tốt rồi, gần như tất cả tham gia, nhưng đến cái bước này chỉ có một vài đề xuất đơn lẻ, một vài đề xuất đơn lẻ xong lại đánh giá xem xét cũng rất là đơn lẻ, thì tất cả những cái việc mà đề xuất ở cái mức rất là nhỏ như thế sẽ không đem lại cái thành tựu to nào cả, mà nó bắt buộc là tham gia đông và số lượng đề xuất nó phải tương ứng với cả số lượng người tham gia, có thể nhiều hơn nữa. Và sau đó cái việc đánh giá xem xét này nó cũng phải nhanh, tích cực như thế nào để cho cái người tham gia họ có tinh thần và họ tham gia nhiều hơn nữa, cộng với cả cái việc khen thưởng này nữa. Thì tất cả bây giờ mình sẽ làm rõ từng cái phần một. Thì bây giờ em sẽ đi cụ thể hơn, chi tiết hơn. Đây là một cổng chương trình hoạt động này. Ở trong cái phần chương trình hoạt động này thì em cũng quốc ra hai cái ý rất là ngắn gọn thôi. Chính là để chương trình hoạt động tốt, công tác nghẽ thì hệ thống và quy tắc kèm theo phải thật sự đơn giản và cụ thể. Thì cái việc đơn giản cụ thể như thế nào thì ở cái phần buổi thứ bảy em sẽ nêu ra những cái quy tắc và những cái phương pháp làm sao để áp dụng cho nó thật là đơn giản. Đây thì có một cái điểm lưu ý đó chính là mình sẽ phải xây dựng một cái hệ thống quy tắc cơ bản. Mình sẽ áp dụng. Ta tức là hiểu như thế nào? Thì quy tắc cái muốn cái chương trình này hoạt động trơn tru và đúng theo cái tiêu chí như cái tiêu chuẩn cũng như là cái chiến lược của doanh nghiệp mình, bắt buộc nó phải có những cái quy tắc. Nhưng mà quy tắc này mình sẽ cố gắng thật là đơn giản để làm sao dễ áp dụng nhất và dễ hiểu nhất, cụ thể nữa, dễ áp dụng và cụ thể. Đây là cái ý đầu tiên của chúng ta, chương trình hoạt động. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái link thế này. Làm thế nào để khuyến khích được mọi người tham gia? Thì ở trong cái tờ này em cũng chắt lọc và cũng nghiên cứu thì đưa ra được hai cái ý, đó chính là sẽ có hai cái chiến lược tác động, hai chiến lược.
đẩy và kéo nghe hơi giống marketing, nhưng mà thực ra thì cái từ này nó, nếu mà tìm hiểu cái bản chất thì nó cũng được dùng trong nhiều những cái trường hợp khác nhau. Thì đầu tiên là chiến lược thầy. Chiến lược thầy thì như thế nào? Tức là cái chiến lược này mình sẽ được dùng trong cái thời gian đầu khi mà mình xây dựng cái hệ thống đề xuất này. Bởi vì khi mà mình mới bắt đầu, mình mới xây dựng ấy, thì có thể cái việc mà mình khuyến khích cũng như là mình dùng tất cả những cái hiểu biết của mình này, rồi dùng cái cơ chế tiền thưởng cho mọi người tham gia. Nhưng thực ra đấy là mới chỉ là một cái lời kêu gọi thôi, cũng như là mình chưa có cái gì là thực tế cả, bởi vì mình chưa chứng minh được. Thế thì cái việc ban đầu mà mình xây dựng hệ thống thì cái việc chiến lược tẩy này rất là cần thiết. Nó sẽ gồm những cái dạng những kiểu bắt buộc từ những quy định mà mọi người tham gia một cách đều đặn như này. Tức là mình xây dựng và hình thành cho cái người lao động một cái thói quen làm việc theo là thói quen của ông này sẽ làm gì, là ông này phải kaizen cái công việc ở tại nơi làm việc, ông này phải đề xuất ra những cái để cải tiến công việc của người tốt hơn. Thì đấy là cách mà cái chiến lược tẩy này bắt buộc quy định chỉ nhằm mục đích là để tạo cho người lao động có hình thành cái thói quen với cái việc là đề xuất và thực hiện kaizen trong cái công việc của mình. Thì ban đầu cái này đưa ra là như thế. Nhưng mà cái cách tẩy này cũng còn một cái ý nữa, còn một cái cách nữa. Đây là cái cách thức, cái này người ta gọi là đây, cách thức là rất là mạnh mẽ ép buộc. Còn một cái kiểu nữa đó chính là, nhưng mà chúng ta phải hiểu nhé, tất cả những cái phương pháp và cái cách thức này đều là từ bên ngoài tác động vào cái người lao động, thì chưa phải là nội tâm, chưa phải là cái tự thân của người lao động. Thì cái phần tự thân thì sẽ nói sau, nhưng cái phần này, cái chiến lược này gần như là phải là cái sự tác động của doanh nghiệp đối với cả người lao động. Cuối cùng thì có thể dùng các, như ở trong tài liệu em ghi ấy, dùng các cái việc cuộc thi chẳng hạn này, thi về ý tưởng để kéo cái sự chú ý cho người lao động tham gia. Thì đây người ta gọi là cách thức mềm dẻo hơn. Chiến lược tẩy thì có thể có hai cách làm kiểu như thế này. Hai cách thức này đều tốt cho việc bắt đầu xây dựng hệ thống kaizen TA. Chiến lược kéo thì hơi khác. Chiến lược kéo này nó nói một cách giống như kiểu là tự thân, tức là khi một người tham gia rồi và họ thấy cái việc hoạt động đề xuất cải tiến này họ giúp cho công việc của họ tốt hơn rất là nhiều, thì tự thân họ sẽ thấy thích, và khi họ thấy thích rồi thì họ sẽ có thể khuyến khích người bên cạnh tham gia hoặc là hướng dẫn đào tạo cho người bên cạnh để tham gia cái hoạt động này. Thì đấy là một sự lan tỏa, lan truyền tự thân trong nội bộ của họ. Và đây là cái mục đích của cái chiến lược kéo này. Thì cái chiến lược kéo này nó sẽ dùng dạng như kiểu các cái cách thức, ví dụ như kiểu là qua cái cơ chế tiền thưởng là một cách thức qua cơ chế tiền thưởng. Thì cái tiền thưởng này nó ít thôi, nhưng mà người lao động sẽ hiểu là có còn hơn không. Thì như ở bên các bên Nhật Bản ấy, thì họ thưởng rất là nhỏ, giống như trước em nói chỉ 3-50 nghìn thì Việt Nam mình thôi. Thì họ hay dùng cái số tiền này vào dạng kiểu mua chè cà phê cho văn phòng, hoặc là có thể tích góp thành một cái quỹ, bởi vì có những cái đề xuất của nhóm thành một quỹ rồi họ có thể sử dụng. Thì đây cũng là một cái mục tiêu chính của cái chiến lược kéo. Thế thì mình nhìn nhận lại hai cả chiến lược này thì như em vừa phân tích, thì mỗi một chiến lược sẽ phù hợp với từng giai đoạn khác nhau để mà mình áp dụng. Bắt đầu thì mình nên dùng nhiều chiến lược đẩy và song song mình phải chiến lược kéo, để mục đích cuối cùng là vẫn là để giải cho cái câu hỏi đây là làm thế nào để nhiều người tham gia, là cái bước đầu tiên của cả cái chương trình này. Đẩy và kéo này anh cũng muốn xin phép mình cũng sẽ trao đổi một chút. Đẩy và kéo này thực ra là áp dụng cho rất nhiều cái hoạt động lớn. Anh có thể đưa ra ba ví dụ về cái đẩy và kéo để cho mọi người có thể thấy nó dễ hiểu hơn và thấy nó cái quy mô của nó, cũng như ví dụ cụ thể nó như thế. Ví dụ như một quốc gia thì người ta luôn có một cái câu nói như thế này, có nghĩa là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
thì pháp luật đó chính là cái biện pháp là thúc đẩy ạ. Có nghĩa là những người đi sau cùng, những người chậm trễ, những người mà phải đẩy một ít thì đây là pháp luật. Nhưng cái hiến pháp của quốc gia đó chính là những điều mà tất cả những con người trong một cái quốc gia đến tin tưởng vào độc lập, tin tưởng vào tự do, tin tưởng vào cái sứ mệnh của dân tộc, thì đây chính là những điều mà sẽ dẫn đến cái bức tranh này nó không đúng. Chúng ta phải là bốn con bò đi chậm và chỉ có một con bò đi nhanh thôi. Phần lớn quốc gia nào cũng thế. Thế nên vì sao mà trong mỗi quốc gia trên thế giới luôn luôn song hành hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp đó là điều quốc gia đến tin tưởng, đó là sứ mệnh của quốc gia đấy, đó là cái lý tưởng của quốc gia đấy. Nhưng còn pháp luật thì là để thúc đẩy những người mà nói chung là đấy. Thì đấy là cái ví dụ ở tầm rất là vĩ mô, nhưng xuống cái ví dụ rất nhỏ, đó là ví dụ như là cái việc đá bóng. Nếu không có giải thì cái hoạt động đá bóng này mục đích của nó là để cho khỏe mạnh, nhưng nếu không có giải, giải bóng sẽ chết, là vì nó không có cái lực kéo đủ mạnh, nó không có lực kéo đủ mạnh. Anh đã từng chứng kiến cái giải nó chết rồi, đó là kể cả thuê sân thoải mái thúc không ăn thua. Tôi thì phải kéo bằng việc thành lập giải. Có cái giải đấy thì cái động lực tham gia nó mới mạnh, đó là phần thưởng, đó là danh dự, đó là rất nhiều cái. Nhưng mọi người sẽ thấy á, nhưng kể cả như thế cũng phải thời gian phù hợp, cũng phải có giải chứ cũng phải tương đối. Nói chung đấy cũng là một trong hoạt động cả đẩy cả kéo. Và đây là ví dụ cuối cùng nữa, anh cũng nói mọi người cái này là cái mà chúng ta cần học nhất, đó là thằng Coca-Cola. Nó siêu việt trong kéo và siêu việt trong đẩy. Nó kéo bằng hoạt động marketing của nó là những chiến dịch, chứ không một thằng nào là marketing tốt như thằng Coca-Cola. Coca-Cola là marketing quá tốt. Những hoạt động thời gian vừa qua như là những hoạt động có những sản phẩm và những tên là đấy là những hoạt động kéo người tiêu dùng đến sản phẩm của nó. Cực kỳ tuyệt vời. Coca-Cola quảng cáo nhiều kinh khủng và những quảng cáo rất xuất sắc cho sản phẩm của nó. Đó là hoạt động kéo của Coca-Cola, nhưng hoạt động đẩy của Coca-Cola cực kỳ tuyệt vời. Một hệ thống đẩy mà trên toàn thế giới phải khâm phục. Đó là một thương hiệu hàng đầu, nhưng người ta bằng cách kết hợp với hệ thống đại lý ở dưới tỉnh hướng dẫn đại lý đấy, để đại lý đấy phân phối từng chai Coca đến từng khu cửa hàng ven đường và theo thời gian thực, không bao giờ sai. Hệ thống đẩy, hệ thống phân phối của Coca-Cola anh nói thật, điều đấy chúng ta còn đọc thời gian. Vì sao người ta thì bán một chai Coca có mấy nghìn như thế và xuống đến tận từng cửa hàng như vậy? Nếu ngược lại, chúng ta là nhà phân phối của Coca-Cola, chúng ta xây dựng được cái gì? Anh tin chúng ta chưa làm được. Và đấy là cái hoạt động đẩy và kéo chúng ta phải nhiều. Hoạt động kéo chúng ta phải mang tình còn lâu hơn so được với những cái doanh nghiệp như Coca-Cola. Nhưng kể cả hoạt động đẩy, chúng ta cũng kỳ kìa. Đấy là một trong những cái ví dụ rất rõ ràng để áp dụng vào doanh nghiệp của chúng ta. Thế nên trong hoạt động doanh nghiệp chúng ta sẽ phải tiếp tục là áp dụng cái hoạt động đẩy và kéo. Chúng ta có rất nhiều hoạt động kéo tốt, nhưng hoạt động đẩy của chúng ta rất yếu, đúng không ạ? Thế nên thời gian tới chúng ta sẽ áp dụng rất nhiều hoạt động đẩy mạnh nữa. Lúc đấy em hơi bất ngờ cảm có phản không biết, nhưng rõ ràng đấy cũng là một trong những hoạt động đẩy đó. Nhưng phải đi song hành, đẩy và kéo ở song hành. Nhưng mà anh đấy đẩy kéo đấy là ba ví dụ mà anh ví dụ cho em, để em thấy là hoạt động đẩy và kéo nó vào tất cả mọi việc, từ cái chuyện là đẩy con cái đến cái chuyện là hợp tác với doanh nghiệp, ví dụ đến cái chuyện là áp dụng vào cả một quốc gia. Việt Nam chúng ta tại thời điểm này chỉ có hoạt động đẩy, có nghĩa là bằng pháp luật, bằng đội ngũ kiểm soát, nhưng hoạt động kéo đó là ý tưởng của quốc gia chúng ta. Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy rằng vì sao thằng Hàn Quốc nó hay gọi đó là gì? Đại Hàn Dân Quốc. Vì sao chúng ta không nói chúng ta là Đại Việt? Cái Đại Việt đấy anh nghe khoảng mười mấy năm trước và bây giờ chán. Là vì cái lý tưởng của dân tộc rất yếu. Thế nên là thôi thì không làm được cái hoạt động kéo thì lại tập trung vào hoạt động đẩy. Đó là thực thi pháp luật rất mạnh.
Ok, nhưng mà làm được cả hai thì là tốt nhất. Cả đẩy cả chéo là tốt nhất. Đấy là ba cái ví dụ để anh xem ví dụ cho các em để em nó hiểu rõ hơn nhá. Có nghĩa là hoạt đẩy và kéo áp dụng vào tất cả mọi việc chứ không phải duy nhất là hoạt động kéo. Hoạt động kéo này Minh nói là thường thì khi họ nhìn thấy kết quả của cái việc làm đấy, nhìn thấy có chút kết quả thì gần như là cái việc mà họ tham gia đúng lúc rất là đông. Thì ở đây ví dụ như là cái việc mà trong cái hệ thống đa gen tần suất này ấy, thì cái chiến lược kéo này còn mang một cái khía cạnh nữa, là chính là cái việc mà khi mà đề xuất được lãnh đạo cũng như là người giám sát hay là người đánh giá, họ đánh giá và hướng dẫn họ thực hiện một cách kịp thời ấy, thì cái việc đấy cũng tạo ra một cái niềm yêu thích cho cái người hoạt động đề xuất đấy. Thì cái phần này lát nữa em sẽ nói về sâu hơn ở cái ý khác. Đây chỉ là một cái ý nhỏ trong cái chiến lược kéo thôi. Như ở trong cái phần MV là xem xét đánh giá hướng dẫn có cần thiết trong hệ thống, thì cái mọi đề xuất đều được xem xét và đánh giá ngay cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta là những cái người mà chịu trách nhiệm là đánh giá và nhận xét cái đề xuất đấy mà không kịp thời ấy, thì sẽ làm cho cái người đề xuất người ta rất là nản lòng và gần như ta sẽ không còn cái đề xuất nào nữa. Thì đấy cũng là một cái việc mà là chúng ta phải lưu ý. Ngoài ra cái việc mà không đánh giá kịp thời và ngay ấy, sẽ tạo ra khối lượng đề xuất rất là lớn cho chính quản lý, và quản lý cũng sẽ chán nản với cả cái lượng đề xuất như thế vì nhiều quá. Thì đây cũng là một cái điểm rất là lưu ý. Thì cái ý này nó cũng hơi dài nên là mọi người có thể xem trong tài liệu luôn, em cũng sẽ không viết lại nữa để mất thời gian. Một cái ý nữa đó chính là cái việc mà cái đánh giá này cũng được người có trách nhiệm đánh giá sai vô tình thôi, chẳng hạn như vô tình mà có đánh giá sai thì cái lý tưởng cũng gần như sẽ bị bóp chết ngay. Thì để làm như thế nào những cái việc đánh giá mà không phải gặp những cái lỗi lầm như thế thì chúng ta sẽ lại phải tìm hiểu ở một cái bài tiếp theo nữa để chúng ta hiểu được rằng là cái Kaizen này nó rất 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 nhiều cái kiến thức. Đây là mình chỉ ra vấn đề thôi, còn mình chưa có những cái giải, chưa tìm hiểu cái giải thiết vấn đề. Thì đây là cái bước mà mình đang làm từng bước một phần trăm, rồi chúng ta chỉ ra những cái vấn đề này đã. Sau đó thì chúng ta sẽ có những cái quy tắc, những cái tiêu chuẩn để mà đánh giá làm sao để không phạm phải những cái sai lầm đấy. Cái việc đánh giá này nếu như cái ý lực đẩy ấy, cái việc đánh giá này nếu như chúng ta đánh giá kịp thời, nhanh chóng cũng sẽ tạo ra một cái lực đẩy rất là tốt. Thì bởi vì cái người đề xuất ấy họ chỉ hứng thú khi mà cái đề xuất họ đưa ra được người khác đánh giá và được thực hiện và được hướng dẫn thực hiện. Đó chính là cái việc mà cái người đề xuất cảm thấy hứng thú nhất khi mà đưa ra cái đề xuất. Có ba cái ý, đó là được đánh giá, được thực hiện và được hướng dẫn thực hiện. Thì đấy là ba cái mà người đề xuất rất là hứng thú. Thì có ba cái ý như thế em đã biết ở trong cái tài liệu rồi ấy. Thì em cơ bản là những cái vấn đề chỉ ra là như thế. Và những cái ví dụ kiểu như thế này thì bởi vì em nghĩ như thế này, ví dụ như ở một phòng làm việc của chúng ta ban đầu thì có thể những cái ví dụ chúng ta đã thực hiện rồi nhá. Giả sử như ngay ngồi tại đây chúng ta có những cái đề xuất với nhau chỉ bằng miệng thôi, nhưng lập tức người bên kia đánh giá sai, hiểu sai ý hoặc đánh giá sai ấy, thì ngay lập tức cái đề xuất đấy đã không còn tác dụng gì nữa cả. Mà thậm chí chưa nói gì đến cái việc mà sau này cái hệ thống Kaizen của mình tất cả đề xuất đều bằng văn bản hết và đều bằng đánh giá bằng văn bản. Cái mức độ quan trọng nó hơn rất là nhiều, chính vì thế cái sự mà chuẩn chỉnh cũng như là cái đúng tiêu chuẩn trong việc đánh giá rất là quan trọng. Tiếp theo cái này thì em sang một cái phần mục 4. Ai sẽ là người đánh giá? Thì từ cái khái niệm hôm trước đã chỉ ra được một cái ý cho cái này rồi. Đó chính là cái việc Kaizen đề xuất chỉ thực hiện tại nơi làm việc và chính nơi cái công việc và chính cái công việc của người lao động. Thì cái người đánh giá này ấy, sẽ phải là một là giám sát trực tiếp, hai là vị trí quản lý trực tiếp đánh giá. Bởi vì chỉ có người quản lý trực tiếp và người giám sát trực tiếp mới đủ hiểu được những cái khó khăn tại nơi làm việc cũng như là những cái sự việc tiềm ẩn bên dưới, và họ cũng thấu hiểu được cả cái người nhân viên. Nhưng cái việc thấu hiểu này nó là
ở Nhật Bản thì người ta coi cái này là một cái tiêu chuẩn mặt bằng chung rồi, nhưng ở Việt Nam mình thì cũng cần gọi là cải thiện cái cơ cấu hiểu trước khi chúng ta này đã. Thì trên cơ sở là cái sự hiểu biết về nhân viên như thế nào thì cái người đánh giá này sẽ đưa ra những cái nhận xét và những cái hướng dẫn cụ thể hơn, để chính cái từ nhận xét và hướng dẫn cụ thể đấy sẽ là cái việc mà đào tạo tại chỗ. Thì sau này khi chúng ta học ấy, nó sẽ có những cái chương trình cụ thể, ví dụ như kiểu để ứng dụng Kaizen nó là 5S hay là nó là cái các cái chương trình đào tạo tại chỗ như thế nào. Thì đây cũng là một cái phần trong cái việc đào tạo tại chỗ là qua cái người đánh giá này. Ở đây em ghi ra một tí. Để đánh giá này thì phải có 3 nguyên tắc. Thứ nhất là người quản lý trực tiếp sẽ là người đánh giá. Thứ hai là chính là 3 nguyên tắc. Thì ba cái nguyên tắc này thì đúng thực sự là nó rất là hiển nhiên rồi, nhưng để người đánh giá thực hiện được đúng ba cái này không cũng là một dấu hỏi. Thì cái việc mà trong lúc đánh giá tất cả những cái, ví dụ như có những kiểu như thế này, đề xuất này thực sự là khó thực hiện, đề xuất này tốn nhiều thời gian, tốn nhiều chi phí, nhưng người đánh giá vẫn có những cái nhận xét là đề xuất này dễ thực hiện và thực hiện được, thì đấy là một kiểu không công bằng. Bởi vì có thể là hoạt động thành tích, mà thành tích là có thể là ông này xem là tổng kết tháng được bao nhiêu đề xuất thì sẽ lại có, bởi vì cái hệ thống này sẽ khi mà tổng kết lại sẽ có những cái bảng thống kê về cái lượng đề xuất, thì cái căn bệnh đấy nó có thể là rơi vào đây. Nhưng mà khi mà vướng phải một trong ba cái này mà không làm được ấy, thì bị phá vỡ bởi ba cái nguyên tắc này, thì cái việc hệ thống này rất dễ là vỡ, có thể vỡ rất dễ luôn. Nên là để đảm bảo được cái chương trình này hoạt động trơn tru thì bắt buộc người đánh giá phải làm được ba yếu tố này nhanh, là mình vừa phân tích tại sao rồi, không làm nhanh người ta sẽ nản luôn. Đề xuất kiểu gì là một tháng không được trả lời, 3-4 tháng chẳng được trả lời, thì đây cũng là một yếu tố. Thì có thể trong vòng một tháng 3-4 đề xuất đã được phải trả lời ngay rồi. Khách quan thì cái yếu tố này thì nó lại như thế này, yếu tố này thì nó lại là đề xuất nào nó đem lại hiệu quả và đề xuất nào không đem lại hiệu quả. Như hôm trước Dũng có thắc mắc với anh là đề xuất đề xuất gì nhỉ, anh không nhớ lắm, nhưng mà nó mang một cái ý là kiểu như là chỉ cần đề xuất hiệu quả, em nói đề xuất hiệu quả nhưng thực ra không phải. Đề xuất thực hiện được và đề xuất hiệu quả khác hẳn nhau nhé. Thực hiện được tức là nó có tính khả thi, còn nó đem lại hiệu quả hay không ấy thì mình chưa biết. Còn đề xuất hiệu quả nó lại khác, thì cái tính khách quan này nó gợi lên nhiều cái vấn đề đấy. Đề xuất thực hiện được và đề xuất mang lại hiệu quả, thì bởi vì tại sao, bởi vì mỗi một cái kiểu đề xuất như thế, cái tốc độ như thế, nó sẽ có một cái cơ chế tiền thưởng khác nhau, nó có sự đánh giá khen ngợi khác nhau. Thì chính vì thế đây là cần yếu tố khách quan. Một ý nữa của việc đánh giá này là đề xuất nhỏ thì phải đánh giá nhanh. Nhanh là bởi vì tại sao, bởi vì mình đã có những cái quy tắc và có những cái cơ chế để cho cái việc này rồi. Còn đề xuất mà lớn thì cần phải những cái tiêu chuẩn chặt chẽ hơn và những cái cơ chế chặt chẽ hơn rất là nhiều. Thì đây cũng là những cái khái niệm cơ bản cũng như là vài cái gạch đầu dòng để cho mình hiểu được là nhiệm vụ và cái vai trò của ông người đề xuất phải làm như thế nào, của ông người đánh giá đề xuất. Ba nguyên tắc: công bằng, nhanh chóng và khách quan. Cái ba nguyên tắc này là dễ hay phạm phải lắm, vì em bản thân em lâu trước được tham gia vào cái nhóm này, nhiều khi cũng cố cãi vào nhóm này mặc dù cái đề xuất thì nó không tốt. Đấy là cũng một cái phần bản chất của người Nam thôi, nhưng mà đấy thì mình đã nêu ra được vấn đề rồi. Mình sẽ từ lúc này mình sẽ Kaizen, luôn đặt câu hỏi
kích thích câu hỏi làm sao để trả lời làm được ba cái phần này nhanh nhất. Ở đây em ghi có ba ý cơ chế tiền thưởng. Thứ nhất là bù đắp trao đổi ý tưởng về hiệu quả đề xuất này. Thứ hai là phần thưởng để khuyến khích hoặc thúc đẩy phát triển. Thứ ba là phần thưởng thể hiện sự tham gia được đánh giá cao. Thì em cũng ghi lại ba ý đó, bởi vì ba ý này thì nó rất là hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái hệ thống này mình cũng phải nhớ lại một chút là cái cơ chế tiền thưởng này nó rất khác với cơ chế tiền thưởng của góc bình phương Tây. Đó là cơ chế tiền thưởng của góc bình phương Tây ấy, nó chỉ có duy nhất một cái ý đầu tiên thôi, đó là sự trao đổi trả tiền cho cái góc ý ấy, như một giao dịch về thương mại giữa doanh nghiệp và người lao động, chỉ có một cái ý duy nhất. Nhưng mà ở cái cơ chế tiền thưởng này, ý nghĩa của nó gồm ba cả cái ý như thế. Thì người Nhật Bản trong cái hệ thống này họ cũng phân ra thành các cái cấp độ khác nhau trong cái hệ thống này. Cấp độ 0, cấp độ 0 này ấy, thì là không có tiền thưởng. Cấp độ 0 này là gồm những ông dạng kiểu như thế này, là không tham gia và không cần biết Kaizen và Tean là cái gì. Đây là cấp độ 0. Cấp độ này thì ở Nhật Bản nó rất ghét cấp độ này, vì chẳng tham gia cái gì cả. Cấp độ 1. Cấp độ 1 thì là gồm những người chỉ ra vấn đề. Ở cấp độ này ấy, thì là nếu mà cái Kaizen này, hệ thống Kaizen này vẫn thưởng cho cái cấp độ này mà ít hơn, chỉ khoảng 10.000, nếu mà tính ra tiền Việt Nam đồng là 10.000 đồng. Đấy. Những người chỉ ra vấn đề là cấp độ 1 vẫn được thưởng theo cơ chế, bởi vì họ tin tưởng rằng là những người chỉ ra vấn đề này, nếu những người này được áp dụng hai cái cách thức, hai cái chiến lược đẩy hoặc kéo kia ấy, thì có khả năng họ sẽ đi được đến đây, sẽ đi được đến đây. Đấy, sẽ đi được đến bước này. Như thế này, ông cấp độ 1 này là ông ấy đã đồng ý tham gia rồi, nhưng mà ông ấy chưa đạt qua cái bước này. Và cái kênh đẩy và cái kênh kéo kia khả năng cao là đưa ông ấy về được cái bước kia. Thì những cái cấp độ này vẫn được khích lệ, vẫn được khuyến khích với cái số tiền nhỏ hơn rất là nhiều. Cấp độ thứ hai, cấp độ thứ hai là những ông này là những ông đặt ra câu hỏi và tìm ra được nguyên nhân và chỉ ra vấn đề, và chỉ ra cách giải quyết. Cấp độ hai này thì cái cơ chế tiền thưởng lại khác, lại cao hơn. Ông này sẽ được khoảng tầm từ 30.000 cho đến 50.000 Việt Nam. Đây là cấp độ 2. Còn cái cấp độ mà làm tốt nhất ấy là được đây, khen thưởng, thật sự là khen thưởng. Đây cũng là khen thưởng, nhưng đây là khen thưởng một cách là khép tròn được cái chương trình này. Đây là cấp độ 3. Cấp độ này là cấp độ này, ông này là ông này thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện và đánh giá lại kết quả. Thì ở cái cấp độ này thì cơ chế tiền thưởng lại khác nhau rất là nhiều, tùy vào cái lợi ích mà ông ấy đã thực hiện được, đem lại cái lợi ích cho doanh nghiệp thì cơ chế tiền thưởng khác nhau. Nhưng mà em nhớ không nhầm, mắc nó chỉ khoảng tầm vài triệu thôi, không bao giờ hơn được. Như ở phương Tây thì những cái kiểu như thế này thì nó sẽ rơi vào tầm phải vài chục triệu, nhưng mà ở Nhật Bản thì nó chỉ từ 100.000 cho đến mấy triệu ấy. Thì đây là cũng là bốn cái cấp độ của cái cơ chế tiền thưởng trong cái hệ thống đề xuất Kaizen. Hôm trước cái ví dụ về cái vấn đề này, lúc này cũng là chỉ ra vấn đề này. Hôm trước em có đọc một bài báo cũng về bóng đá của ông Mira. Ông ấy chỉ ra những vấn đề và nói thẳng những vấn đề về bóng đá Việt Nam, về sự thiếu chuyên nghiệp cũng như về đầu tư như thế nào. Và đầu tiên đọc xong một cái bài phân tích đấy thì ông ấy vẫn đang dừng ở mức này là người chỉ ra vấn đề. Nhưng mà sau một hôm sau nữa thì báo bắt đầu chân thêm một cái bài nữa là ông ấy tìm ra nguyên nhân nhiều hơn và ông ấy đưa ra về cách giải quyết. Thì ở doanh nghiệp
ứng dụng cho doanh nghiệp nghĩa là gì? Nghĩa là những người chỉ ra vấn đề này ấy, thì thực sự là phải làm sao khuyến khích người ta đưa ra được cái cải tiến và cái phương pháp giải quyết, và cũng khuyến khích người ta thực hiện luôn. Thì em nghĩ là cái phần các cái cấp độ này nó dễ hiểu, chắc mọi người cũng hiểu rồi đúng không? Ai có câu hỏi gì về cái phần này có thì em xóa đi nhá. Ở trong cái phần cấp độ này thì nó em lại không ghi ra, nhưng mà em phân tích cho mọi người, để mọi người nó cũng là một ý nhỏ thôi, nhưng mà phân tích cho mọi người để mọi người hình dung được là cái cơ chế tiền thưởng của này nó rõ ràng từng bước nhìn bước như thế nào. Thứ 6 là mục làm thế nào để xuất chất lượng. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ thảo luận thế nào mà đề xuất chất lượng trước. Trước khi là làm thế nào đề xuất chất lượng ấy, và nó sẽ phải bao gồm những cái yếu tố. Thứ nhất là đề xuất có tính khả thi. Thứ hai, đề xuất phải đem lại hiệu quả nhỏ nhưng phải là có hiệu quả. Thì đây là hai cái yếu tố rất là quan trọng của đề xuất chất lượng, ý nghĩa rất là đề xuất phải khả thi, tức là thực hiện được ấy, tức là phải thực hiện được. Đề xuất chất lượng phải khả thi, tức là phải thực hiện được. Đề xuất đã thực hiện phải mang lại hiệu quả, tức là cái đề xuất này đã thực hiện rồi phải đem lại cái hiệu quả. Thì đây là hai yếu tố mà mình có thể định nghĩa đề xuất này. Thì ở trong cái phần cái mấy cái ý em đưa ra trong phần làm thế nào để cho đề xuất chất lượng ấy, thì có hai cái ý nó cũng hơi dài. Hoàn thành mục tiêu quyết định chất lượng đề xuất, hoàn thành mục tiêu quyết định chất lượng đề xuất, tức là ý muốn nói là gì? Chúng ta đặt ra một mục tiêu và chúng ta đưa ra mọi đề xuất để đáp ứng được cái mục tiêu đã đề ra, thì đấy là những cái đề xuất hiệu quả, đấy là những đề xuất chất lượng. Các bạn có hiểu thì em ghi như thế có hiểu không? Tức là gì? Tức là cũng có thể là những cái đề xuất này này là tạo ra cho người lao động cái cơ hội để người ta thực hành, người ta thực thi luôn cái đề xuất đấy. Đấy cũng là được gọi là đề xuất chất lượng. Muốn có những cái đề xuất chất lượng ấy thì chúng ta cũng phải là đào tạo hướng dẫn. Cái việc đào tạo hướng dẫn trực tiếp với cả người lao động ấy, sẽ giúp cho cái việc mà quản lý và người lao động sẽ cải thiện được cái thông tin, cải thiện được về cách giao tiếp và thu thập được nhiều thông tin hơn. Thì từ cái việc đấy thì người quản lý sẽ hướng dẫn cụ thể từng đề xuất của người lao động để đem lại cái hiệu quả, và đã đem lại hiệu quả thì cái đề xuất đấy lại là chất lượng. Như vậy để đề xuất chất lượng thì cần đào tạo hướng dẫn thực hiện. Đấy cũng là một cách đào tạo tại nơi làm việc. Thì những cái yếu tố trên nó sẽ cuối cùng nó sẽ dồn lại và nó sẽ đưa ra được một cái kết quả rất là tốt, đó chính là đào tạo này và hướng dẫn người ta thực thi này. Thì cuối cùng cái ông người lao động được nhiều nhất là cái gì? Là ông phát triển được cái kỹ năng xử lý công việc của ông đấy. Ông phát triển làm sao hình thành một thói quen là khi là không còn quản lý cái đấy ông vẫn giải quyết được. Chứ không mình người ta hướng dẫn người ta chưa đủ thấu hiểu ấy, thì người ta gặp một vấn đề người ta quay sang hỏi anh em cái này làm nào, xong rồi mai hỏi anh em cái kia làm nào, đấy vẫn chưa phải là đào tạo đấy chỗ, và đấy vẫn chưa thể là phát triển kỹ năng của người lao động. Phát triển đến khi nào người ta tự giải quyết được vấn đề, người ta tự đưa ra được vấn đề, người ta giải quyết, đấy là đào tạo tại chỗ ạ. Đấy là những cái mà những cái ý trên đấy, những cái ý em phân tích và đưa ra những cái luận điểm kiểu như thế. Thì ai có thắc mắc và có câu hỏi thì hỏi cái em cùng mọi người cùng trao đổi. Và cái phần cuối cùng em có ghi một cái câu: để thiết lập một hệ thống đề xuất sôi nổi nhất, phải làm cho người lao động động chân, động tay, động tim và động não. Thì tại sao không ghi là động não xong thì động chân, động tay hay là động tim? Qua những cái buổi học khác thì không biết là mọi người có hiểu được không? Tức là cái ý ở đây của người Nhật Bản ở đây, người ta muốn nói là cái gì, cái hàm ý ở đây là người ta muốn động chân, động tay, không động tim, không động não. Đó chính là khi mà áp dụng hệ thống đề xuất cải tiến Kaizen này ấy, cái việc Kaizen, cái công việc lớn thì công việc nhỏ nó dễ đến mức mà chúng ta không phải động não gì cả. Đấy là những người làm Kaizen tốt nhất. Những người làm Kaizen mà biết chia việc nhỏ mà gần như là không mất nhiều. Thực ra là cái động não này thì nó hơi to tát rồi, thì nhưng mà trong cái việc chân tay thì đương nhiên mình cũng phải có một chút suy nghĩ. Chứ còn không có suy nghĩ thì không phải là không cần thử hành vi nữa, đúng không? Nhưng mà ý muốn nói là cái việc này nó dễ quá rồi.
không cần phải cậu chân à, không cần phải suy nghĩ nữa, chỉ cần chân tay là làm được ngay. Và từ cái việc nó dễ dàng như thế rồi thì nó mới phát triển mà một cái niềm tin mạnh mẽ cho con người lao động Nhật Bản, đó chính là động tin, tức là họ tin và yêu cái triết lý quản trị này và yêu cái công việc chính họ đang làm đó, bởi vì nó dễ quá, tất cả mọi việc đều rất là dễ và rất dễ mang lại kết quả thành tựu to lớn cho chính họ và cho chính doanh nghiệp. Họ được cái gì? Họ chính là họ là những người kỹ sư chuyên viên hàng đầu thế giới, còn doanh nghiệp sẽ có những thành tựu to lớn. Thì đấy là một cái niềm tin sâu sắc và để cho họ động tin. Còn động não tức là gì? Động não là khi tất cả những công việc này họ hoàn thành nhiều rồi thì lúc đấy các cái cải tiến đề xuất nó ở cao hơn, thì lúc đấy họ cần nhiều trí não hơn, cần nhiều sự suy nghĩ và logic nhiều hơn. Thì đấy là cái thông điệp mà em rất là thích, nên là cũng muốn giải thích cho mọi người như thế. Đấy là cái triết lý của chị Kaizen là mang lại một cái thông điệp rất là rõ ràng, rất là mạnh liệt kiểu như thế. Thì hy vọng cái buổi trình bày của em giúp mọi người thấu hiểu thêm một chút nữa. Thì bây giờ sang cái phần để trả lời cho việc có hiểu đấy. Cái ý em nói không thì chúng ta sẽ đi qua mấy câu hỏi lý thuyết. Thì em sẽ buổi hôm nay thì em sẽ chỉ đưa ra hai câu hỏi lý thuyết, còn mọi người ghi lại để trả lời. Câu hỏi thứ nhất là anh chị hãy liệt kê các đề xuất đã thực hiện và chưa thực hiện tại nơi làm việc của phòng mình sau khi học các buổi học Kaizen. Cái này thì em tính số lượng trước xong rồi xét chất lượng sau. Anh chị hãy liệt kê các đề xuất cải tiến đã thực hiện và chưa thực hiện tại nơi làm việc của phòng mình sau khi kết thúc những buổi học Kaizen. Câu hỏi thứ hai, anh chị hãy liệt kê các phương pháp kéo để thu hút đông đảo người lao động tham gia hoạt động đề xuất cải tiến. Anh chị hãy nêu các phương pháp để thu hút hoạt động để thu hút đông đảo người lao động tham gia hoạt động đề xuất cải tiến. Có khoảng 15 phút cho hai câu hỏi. Trước khi vào phần mọi người trao đổi với nhau để trả lời cho hai câu hỏi mà mình đặt ra cho mọi người, thì anh phải chia sẻ thêm một chút. Cái này rất là quan trọng, bởi vì ở dưới anh thấy là có vẻ như là sẽ có những vấn đề mà mọi người sẽ nhìn nhận và sẽ có lẽ sẽ phải tự hỏi mình rất nhiều, nhưng mà chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đó là Kaizen này mọi người nhìn thấy là các ví dụ của Kaizen này thì phần lớn tập trung vào những công việc cụ thể kiểu như là máy móc, kiểu như cải tiến cái dầm, cái bàn, cái nói chung gần như là những công việc cụ thể đúng không? Nhưng còn những công việc tri thức thì như thế nào? Rõ ràng là gần như không có những cái ví dụ về những công việc tri thức, trong đó hoạt động của chúng ta về những cái hoạt động xưởng này khác thì những hoạt động đấy thì chúng ta cũng có thể Kaizen bằng một cách cũng khá nhanh, đó là tìm kiếm những nhân tài ở những doanh nghiệp đã làm quản lý rồi. Bản thân cái việc là Kaizen cuốn sổ này, anh không biết là mọi người đã có cái tinh thần là đến những cái hiệu sách mà mới mở bán nhiều loại sổ, tắm mình vào trong đấy khoảng tầm 20 phút, anh làm bảo ra tám cái cải tiến cho cái cuốn sổ đấy. Nhưng anh không biết mọi người đã làm cái đấy chưa. Đấy cũng là cách để Kaizen rất nhanh. Đấy, nhưng ở đây có một cái là đó là những cái ví dụ trong cái sách về Kaizen này thì lại phần lớn lại mong muốn là những cái ví dụ về công việc cụ thể và thường thường gắn liền với sản xuất. Thế còn những công việc tri thức thì làm thế nào? Không biết công việc tri thức thì làm thế nào để Kaizen cho nó? Thì bản thân thì anh sẽ trình bày lại. Thực tế là bản thân Kaizen nó nói rất nhiều, đó là phải trình bày đi, trình bày lại một vấn đề. Đó là anh sẽ trình bày lại một lần nữa cái cách mà chúng ta đang lựa chọn để chúng ta hoạt động. Đó là chính là cái chiến lược quản trị của chúng ta. Đó là chiến lược quản trị cực kỳ thông minh. Và chiến lược đấy sẽ giúp cho hoạt động doanh nghiệp chúng ta sẽ tường minh rất là nhiều, sẽ tường minh rất nhiều và đem lại hiệu quả rất cao. Bản thân cái chiến lược của chúng ta đó chính là học tập những người thành công nhất thế giới, cách thức người ta
hoạt động hiệu quả như thế nào, cách thức người ta làm việc hiệu quả như thế nào và áp dụng vào doanh nghiệp. Đấy, thì anh sẽ xin trình bày lại một chút để cho mọi người thấu hiểu là bản thân cả cái gọi là cái chiến lược của doanh nghiệp chúng ta đấy cũng là một hoạt động gọi là kaizen lớn đấy, bằng cách là học tập những người thành công nhất thế giới. Thì anh xin trình bày lại chút, đó là nó vẫn có ba cái đầu dòng thôi, có thể anh sẽ trình bày nó ngắn gọn thôi vì buổi này là buổi chúng ta tập trung chủ đạo về kaizen. Đó vẫn là gì? Thứ nhất là một hoạt động của doanh nghiệp, của một doanh nghiệp nhé, chúng ta hãy bắt đầu từ trên xuống dưới. Một hoạt động của doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta phải lựa chọn cái việc gì mà chúng ta phải làm được tốt nhất trong cái khả năng của chúng ta. Thứ nhất là đam mê, thứ hai là cái khả năng của chúng ta, thứ ba là với cái việc là các đối thủ không làm được tốt. Anh thì anh rất mong muốn là ví dụ, những ví dụ đơn giản anh sẽ ví dụ vào MK nhé để cho mọi người dễ hiểu. Đấy, đó là MK thì vẫn là gì, tập trung vào cái hai cái lựa chọn lớn nhất, đó là thứ nhất là phải tuyệt đối đúng hạn trong cái việc thi công. Đầu tiên là phải tập trung vào khách hàng mục tiêu, đó là gì, đó là những cái cửa hàng, những trung tâm thương mại, những cái nói chung phần lớn là khách hàng như vậy. Sau đó là gì, trả lời cho cái điều quan trọng nhất ông khách hàng đấy quan tâm, đó là đúng hạn. Việc ông đấy đi thuê nhà bất cứ ngày nào cũng có tiền, đúng hạn. Và cái thứ ba phải đảm bảo được tiêu chí, đó là rẻ hơn 10% so với mặt bằng chung. Thì từ việc lựa chọn khách hàng đến hai cái cam kết lớn nhất của MK thì thôi, đó là hai cam kết đấy. Từ hai cam kết đấy bắt đầu bổ xuống những hoạt động của các phòng ban, các bộ phận và tất cả những hoạt động của cái doanh nghiệp đấy nó sẽ phải trả lời. Nhưng đây là cái điều mà anh phải lưu ý này, đó là khi bổ từ trên xuống dưới thực ra cũng chỉ có hai lựa chọn, nhưng chúng ta khi bổ xuống phòng ban chúng ta vẫn sẽ chỉ có một vài lựa chọn lớn theo nguyên lý Pareto. Một vài lựa chọn lớn theo nguyên lý Pareto, chúng ta không chọn nhiều, chúng ta chỉ chọn vài việc mà chúng ta phải làm xuất sắc. Hai, ba, cùng lắm là bốn việc tuyệt đối không hơn. Vì nếu chúng ta chọn nhiều hơn, khả năng quản trị của chúng ta chưa đạt, cũng như là rất khó để chúng ta trở thành chuyên gia, và cũng khó để chúng ta kaizen được. Một ai phụ trách một việc là 10 năm chưa xong. Vì có một cuốn sách rất hay của Nhật Bản, đó là Ngũ Lương Thư. Ông là kiến sĩ Musashi, ông ấy viết về cuộc đời kiến sĩ. Thực ra cả đời ông ấy chiến đấu bằng kiếm, võ sĩ đạo là samurai, ông chưa bao giờ thất bại. Nhưng để ông ấy tìm được về cái bản chất của cái điều mà ông tự hào, đó là tinh nhất nghệ, tinh bất nghệ. Có là khi ông đã giỏi kiếm, ông không cần thầy, ông có thể vẫn giỏi về vẽ, vẫn giỏi về rất nhiều việc khác. Thì ông phải làm thế nào? Ông phải nghiền ngẫm trong hang núi 5 năm, 10 năm. Khi ông đã là vô địch thiên hạ rồi nhé. Thì ý nói đây là khi mà những cái việc mà chúng ta chọn lựa thành chuyên gia và đến mức chúng ta trở thành một master hàng đầu Việt Nam, hàng đầu châu Á, hàng đầu thế giới, thì đòi hỏi một thời gian rất dài. Nhưng chúng ta có xu hướng là chúng ta mỗi thứ là làm và trả việc gì chúng ta làm tốt. Và đấy là cái cách dễ dàng nhất để thất bại. Thì quay trở lại cái ví dụ của MK, đó là gì? MK phải lựa chọn đường đua, đúng không? MK phải lựa chọn đường đua, đó là gì? Trong cái đường đua đáp ứng cho cái khách hàng, những cái khách hàng về cửa hàng thương mại nói chung đấy, thì MK phải lựa chọn đường đua đấy và phải bỏ hết, có nghĩa là gì, phải gạt hết tất cả những gọi là thiết kế nhà cửa, những cái công trình này công trình kia, gạt tất và chỉ tập trung duy nhất vào cái đấy. Đấy là nguyên lý đầu tiên của việc lựa chọn khách hàng. Sau đó lại phải bằng những cái hiểu biết thật sự là thấu cảm của mình, cả khoa học và cái sự thấu cảm của mình, để lựa chọn hai việc thôi. Đó là gì? Đó là hai cái việc mà như anh vừa nói, đó là phải đảm bảo tuyệt đối đúng hạn. Cái chữ tuyệt đối chúng ta phải áp dụng cực kỳ chặt chẽ, phải phạt thật nặng những người mà ảnh hưởng tuyệt đối của MK. Sau đó là cái lựa chọn thứ hai,
đó là rẻ hơn 10%. Chỉ có hai việc thì chúng ta mới trở thành một chuyên gia hàng đầu trong cái lĩnh vực đấy được. Hôm rồi thì nói chung bạn Hoàng cũng có thông tin rất vui cho anh về kết quả của MK, đó là MK đã bắt đầu có những cái kết quả về tài chính khả quan. Cho dù ngành đấy mọi người không tin là làm tốt, nhưng khi chúng ta làm được thông minh, chúng ta có lựa chọn chuẩn, thì cái hiệu quả của chúng ta sẽ bằng gấp 5 gấp 10 lần những người làm việc không thông minh. Có thể thậm chí những người trong ngành của Hoàng luôn, nếu mà Hoàng chứng kiến, Hoàng sẽ thấy cái sự chênh lệch giữa hiệu quả của những người đấy với hoạt động của MK chênh nhau rất xa. Thế nên cái ví dụ của MK là ví dụ rất dễ hiểu để mọi người thấy là bản thân từ hoạt động của doanh nghiệp bắt đầu lựa chọn ít, lựa chọn xuống dưới, bắt đầu phân xuống các phòng ban, thì chúng ta cũng chỉ lựa chọn vài việc phòng ban đấy. Sau đó là tất cả những cái lựa chọn đấy ít thôi, chúng ta giao trách nhiệm cho một vài người đảm nhận những cái việc và phải làm cho nó tới, thậm chí dùng toàn lực để làm cho vài việc. Anh ví dụ về hoạt động marketing, anh nghĩ bọn em chỉ làm 3%, không cần làm nhiều hơn. Thứ nhất là thứ ba, thứ hai là gì? Đó là phát tờ rơi. Nhưng phát tờ rơi phải hiểu rộng lên, đó là có thể là làm catalog để phát tờ rơi cho nó tốt hơn, hay là những cải tiến kaizen như thế nào liên tục để cái việc đấy không chỉ dừng lại ở cái việc là giống như các gọi là cửa hàng áo cưới phát tờ rơi như thế mà chúng ta làm bằng thế. Không phải chúng ta phải làm tốt 5 đến 10 lần, nhưng chúng ta chỉ tập trung việc đấy thôi, là vì chúng ta chưa tập trung suy nghĩ cho nó. Và thêm một việc nữa, đó là lựa chọn theo sở thích của các phòng ban, theo các hoạt động của công ty, theo cái sở thích của chính người lãnh đạo của phòng ban đấy. Nhưng ít nhất hai việc đấy, theo anh Quyên, là lên làm hai việc đấy thật là nhỏ và không làm nhiều. Bỏ hết TVC, bỏ hết những cái hoạt động khác đi, bỏ hết viral marketing, bỏ tất, thậm chí bỏ cố một thứ. Nếu mà những việc kia chưa làm tốt, bỏ hết, chỉ làm đúng 3 việc. Nhưng 3 việc đấy phải toàn lực, và 3 việc đấy phải tập trung, dồn toàn lực. Thậm chí anh có thể thành lập cả một xưởng nữa về in ấn để cho cái việc của là hoạt động quảng cáo một tờ rơi nó đem lại hiệu quả cao. Đây là cái mà anh muốn ví dụ cho mọi người hiểu là như này. Đó là hoạt động kaizen này, những cái ví dụ của nó tập trung vào toàn là những cái ví dụ cụ thể về cái hoạt động sản xuất. Thì anh đang muốn cho mọi người hiểu là bản thân cái lựa chọn chiến lược của chúng ta cũng là một hoạt động kaizen ở cấp độ rất cao, cấp độ rất cao. Bản thân cái cách thức mà chúng ta lựa chọn chiến lược như vậy, anh sẽ đảm bảo luôn chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn các doanh nghiệp Việt Nam gấp 5 gấp 10 lần, anh sẽ chắc luôn. Nhưng đấy là cách làm nhé, chứ không phải là kết quả. Kết quả là phải do thái độ người lao động. Đẩy và kéo có đủ mạnh không? Chúng ta kéo thì rất mạnh, nhưng chúng ta đẩy rất yếu. Chúng ta đẩy rất yếu, đẩy cực yếu. Còn các doanh nghiệp Việt Nam thì đẩy rất mạnh, kéo không mạnh lắm. Thì chúng ta phải làm sao? Nhưng ít nhất là cái con đường của chúng ta trong cái việc lựa chọn chiến lược của các doanh nghiệp, đó là một cách làm rất rất thông minh các em ạ. Là vì anh nghiên cứu rất nhiều tài liệu, sách báo, và nó vẫn phải đảm bảo cái tính. Ở đây nó chỉ tính đơn giản của nó, phải đảm bảo tính đơn giản, đảm bảo tính đơn giản. Anh rất mong muốn tất cả các doanh nghiệp làm sao nó phải đơn giản như MK, nó phải làm sao đơn giản. Đương nhiên thì MK vẫn chưa phải là làm tốt lắm. Những cái lúc mà anh hỏi xuống các phòng ban chiến lược mà để đề ra con số và những đo đếm như thế nào thì cũng không có một cái kết quả nào cụ thể cả, không có cái kết quả cụ thể. Không nghĩa là các bạn chưa nghĩ nhiều, nhưng anh yêu cầu tất cả các công ty thành viên cũng phải làm được cái việc là đơn giản hóa quá trình quản trị, đơn giản nữa, nhưng đơn giản theo tinh thần Pareto. Có nghĩa là chúng ta lựa chọn thật ít những việc, nhưng những việc mà chúng ta đem lại hiệu quả cao, và chúng ta phải làm thật tốt những việc đấy. Và lúc đấy là lúc chúng ta kaizen cho những việc đấy, đó là khi chúng ta đưa những thành viên của chúng ta trở thành những chuyên gia. Thì lúc đấy, đây là một cái lúc kaizen nó thể hiện rất rõ này. Đây là hoạt động kaizen, lúc đấy nó sẽ thể hiện rất rõ là gì? Các chuyên gia kaizen nó sẽ phục vụ
đó là trở thành các chuyên gia đấy. Anh không yêu cầu là thành viên của các công ty sẽ làm được những điều lớn hơn, anh chưa yêu cầu đó. Anh chỉ yêu cầu là khi mà chúng ta lựa chọn cái hoạt động này, cái lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp rồi, chúng ta chia xuống, chúng ta giao trách nhiệm cho từng người trở thành chuyên gia trong cái việc đấy, thì Kaizen nó sẽ áp dụng vào đây và Kaizen nó sẽ áp dụng vào chính công việc của người đấy rất nhiều. Chứ còn anh không yêu cầu là các bạn sẽ phải suy nghĩ về vĩ mô của doanh nghiệp như thế nào, vì việc đấy nó rất mất thời gian. Nhưng thành công của doanh nghiệp như anh nói từ buổi trước, đó là con thỏ và con rùa. Thực ra con thỏ nhảy non con như thế, con thỏ cũng rất dễ rơi xuống hố. Thực ra con thỏ nhảy như thế cũng rủi ro rất lớn. Con rùa tiến chậm như thế, nhưng con rùa lại có thể là làm được dễ hơn. Tuy rằng nhìn thì chậm, nhưng theo thời gian nó tích lũy lại tốt. Con thỏ và con rùa là hai cái tiêu biểu của cái việc đổi mới và những cái cải tiến thay gian liên tục. Hai việc đấy đều tốt, nhưng phải bổ trợ nhau. Phải bổ trợ nhau. Còn việc nào cũng có khó thì nó cả. Việc khó của cái gen đó là kỷ luật. Việc khó của đổi mới đó là trình độ. Và cái trình độ này thực sự là không hề dễ dàng. Biến những điều phức tạp trở thành những điều đơn giản để làm sao làm quá trình cũng khó. Thế nên là Kaizen nó sẽ dành cho cái việc trở thành các chuyên gia trong những cái lựa chọn của từng phòng ban, từng công việc cụ thể. Kaizen nó sẽ đáp ứng chủ đạo vào việc đấy. Và các ví dụ của nó thì thường thường nó tập trung vào những cái ví dụ về máy móc, về sản xuất là nhiều. Đương nhiên thì cái đấy thì anh Đường cũng như là các bạn phụ trách về sản xuất phải nghiên cứu rồi, cũng như ví dụ đấy rất dễ, nhưng chúng ta về sau làm sao cố gắng tạo ra tài liệu mà chúng ta ví dụ được trong công việc tri thức, trong công việc về văn phòng, để làm sao các bạn cũng tăng xem được trong công việc đấy. Anh ví dụ việc thiết kế đồ họa, anh ví dụ như vậy, thế làm thế nào để đáp ứng được là trở thành chuyên gia hàng đầu tại vị trí đấy. Tập ra những câu hỏi đó. Kaizen của đấy như thế nào? Đúng không? Kaizen của đấy như thế nào? Nhưng phải làm được. Với điều kiện là người quản lý phải sát sao vào và đặt ra những con số để chúng ta luôn tiến một phần. Đó là nếu chúng ta đưa ra yêu cầu luôn tiến 1%, chúng ta sẽ thấy thực tế là từng ngày chúng ta sẽ chia cái công việc của một cái cá nhân đấy trở thành một số việc mà chúng ta phải luyện. Chúng ta phải luyện. Anh thì ở đây chỉ ví dụ một số cái việc mà anh có khả năng. Anh sẽ ví dụ lại cho mọi người. Đó là việc viết bài PR. Đương nhiên viết bài PR thì đòi hỏi rất nhiều cái kiến thức từ cái khả năng viết, cũng như cái nhìn nhận xã hội, cũng như cái gọi là hiểu biết tâm lý khách hàng, cũng như là kết nối với sản phẩm đối thủ, nói chung rất nhiều yếu tố đúng không ạ? Nhưng trước nhất thì làm thế nào? Ốp cho anh một hai quyển sách ở trước mặt, làm theo mẫu. Những cái mẫu như AIDA, những mẫu như 7C hay là những cái mẫu về cách viết bài hay những cách giật tít như nào có sẵn mẫu hết. Thôi thì anh không biết là giỏi giang đến đâu, nhưng cứ đúng mẫu đã. Về sau làm sao những cái mẫu đấy nó trở thành cái bản năng của cái người viết bài đấy thì mới được rời ra. Còn nếu không có xu hướng là viết được vài bài tốt và cứ tưởng đấy là giỏi lắm, xong đó lại coi thường cuốn sách đi. Bản thân anh vẫn cứ làm cho anh quay lại bất vấn đề nào, anh lại phải tìm lại những cái tài liệu có cái tính cô đọng, xúc tích lại để anh luyện. Thế nên anh rất thích trực hướng. Nhưng rất nhiều bạn ở đây cứ nghĩ mình là chuyên gia rồi. Nhầm, chưa phải chuyên gia đâu. Rất yếu và tốt nhất. Đấy, đó là cái luyện. Đó là ốp luôn cái tài liệu ra trước mặt. Hay là những công thức ngoài 4-6 thì sao cứ đặt trước mặt anh trước này. Đó là vì anh không bao giờ quên. Là vì anh tin anh cũng sẽ quên. Anh sợ quên thì anh phải đặt ra trước mặt mình. Đúng không ạ? Thế nên trở thành chuyên gia như thế, bản thân cái người quản lý cùng với những người chọn lựa như chuyên gia đấy phải cùng nhau đưa ra những cái cách thức làm việc theo nguyên lý Pareto, chọn những việc nào là việc quan trọng nhất, sau đó luyện cái việc đấy trở thành việc giỏi nhất. Có nghĩa Pareto sẽ chọn đến cuối cùng xuống dưới nhân sự cấp dưới cùng là chúng ta đã
chọn được rất nhiều cái xuất sắc rồi. Và cái việc này đòi hỏi các quản lý các bên phải làm việc rất là khó. Vì thực ra cái Kaizen này nó bổ trợ rất nhiều cho quá trình tiến 1% như thế nào. Thế nhưng mà chọn những việc nào để tiến 1% lại là trách nhiệm của người quản lý. Và cái việc này không hề dễ. Thế nên thì anh cũng xin chia sẻ một chút thôi. Đó là cái Kaizen này. Đó là Kaizen này nó sẽ giúp cho những cái vị trí công việc mà chúng ta trở thành chuyên gia trong quá trình lựa chọn chiến lược về quản trị như thế nào thì sẽ giúp cho chúng ta cụ thể. Và các ví dụ thì anh với mình sẽ cố gắng tìm thêm nhiều ví dụ về những công việc trí thức chứ không phải ví dụ về công nghiệp như này. Có thể sẽ cho các bạn thấy nó khó vì bản thân doanh nghiệp chúng ta phần lớn là doanh nghiệp trí thức. Phần lớn hoạt động phần chính thức nhiều hơn là hoạt động chân tay. Đấy, hoạt động chân tay cũng tốt, không phải không tốt. Đấy, nhưng mà chúng ta học từ rất nhanh. Nhưng hoạt động chính thức mới là khó học. Làm sao để Pareto từ trên xuống dưới được mấy lần như thế khó lắm. Thì bản thân anh chứng kiến rất nhiều doanh nghiệp, người lãnh đạo chọn lựa những cái việc phải nói là vì tính nhân xuẩn. Thành ra nó thất bại ngay từ đầu. Đó là cứ đưa cả doanh nghiệp phi thẳng vào tảng băng. Thì rõ ràng là doanh nghiệp đấy sẽ đổ tan ra cho dù tất cả mọi người trong doanh nghiệp đấy có hoạt động hiệu quả đến mấy thì nó cũng chết. Thì đấy là cái mà anh rất muốn nhắc nhở mọi người về cái đặc biệt là các cái quản lý. Đó là cách chúng ta lựa chọn những công việc xuống dưới như thế này. Và một lần nữa nói chọn kíp. Kíp Job nói một câu mà anh giờ nhớ rất là nhiều. Kíp Job nói một câu này: chúng tôi tự hào về những việc chúng tôi không làm cũng nhiều như những việc chúng tôi đã làm. Apple thì làm được quá nhiều việc lớn, nhưng ông ấy còn tự hào về những việc chúng tôi không làm. Là vì với doanh nghiệp thì quá nhiều lựa chọn. Bản thân anh đang mắc những sai lầm, đó là chúng ta lựa chọn rất nhiều việc và trả việc nào là còn giỏi. Anh sẽ cố gắng làm sao tay cô cả những việc của anh cũng như cả một ban lãnh đạo nữa để đem lại hiệu quả qua cho doanh nghiệp mình đã được. Nhưng dù sao thì cái cách mà chúng ta quản trị cũng là cách quản trị rất thông minh. Dù sao ngành nghề làm sao lựa chọn cũng là ngành nghề Pareto rồi nhỉ. Bản thân lựa chọn ngành nghề cũng Pareto rồi. Chúng ta lựa chọn những ngành nghề đem lại hiệu quả tài chính rất cao, đấy cũng là lựa chọn tốt rồi. Nhưng chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Và cái Kaizen này sẽ giúp cho mọi người hơn nữa trong cái việc đào tạo những chuyên gia trong từng bộ phận, từng công việc của mình. Và những chuyên gia này phải có cả sự thúc đẩy cũng như phải sự kéo nữa. Tẩy và kéo, tẩy bằng những kỷ luật phép và kéo bằng những cái quyền lợi của những công ích và những động viên tốt. Nhưng hai việc đấy là song song và phải đảm bảo cho trở thành chuyên gia hàng đầu. Vì nếu không có chuyên gia hàng đầu trong những công việc của mình đấy, hoạt động doanh nghiệp sẽ rất yếu. Thì đây là Kaizen nó sẽ trả lời cho việc đào tạo chuyên gia hàng đầu tại từng công việc cụ thể. Và người quản lý cũng không nên tham lam, hãy chỉ yêu cầu một số việc lớn của từng cá nhân thôi, cũng không nên tham. Chọn ít nhưng phải yêu cầu cao, lựa chọn ít nhưng phải yêu cầu rất cao và trách nhiệm hành trình. Thì đấy là cái mà anh cũng thấy là nó có cái vướng trong quá trình mà mình trao đổi với cái danh. Đó là các ví dụ phần lớn lại tập trung vào những ví dụ nó liên quan đến sản xuất rất nhiều đấy. Nhưng mà bản thân những công việc chính thức này chúng ta đã cai xe nó rất nhiều, nhưng chúng ta sẽ phải làm được, làm mãi, làm đúng theo quy trình, khuyến khích đề xuất cải tiến, xem xét đánh giá đúng như thế. Bản thân cái quy trình này, nếu mà quy trình này của chúng ta đó là quy trình 3 tháng, đó chính là quy trình 3 tháng. Vì sao mỗi tháng chúng ta lại, à 3 tháng là một quý chúng ta lại có một buổi chúng ta khen thưởng và ghi nhận. Thực tế cả hoạt động doanh nghiệp chúng ta cũng là theo quy trình này rồi, nhưng mà chúng ta làm chưa được tốt lắm. Nhưng dù sao anh cũng đang cố gắng lọc cái vòng này rồi nhé.
ví dụ khuyến khích là chúng ta phải làm sao cho mọi người thấu hiểu là hoạt động chúng ta làm dùng lên cứ 3 tháng là chúng ta chốt một lần, đúng không ạ? Các cái yêu cầu đề xuất cũng một quý chốt lần, xong rồi những cái đề xuất như thế nào cho các hoạt động doanh nghiệp, đó là những cái chiến lược, những cái mục tiêu của doanh nghiệp trong từng quý đấy như thế nào. Sau đó là chúng ta xem xét đánh giá như thế nào và chúng ta trang thưởng, cũng như là chúng ta có thể là như đấy. Bản thân cái hoạt động của doanh nghiệp chúng ta cũng là một cái quy trình này đấy các bạn, và anh biến nó trở thành cái quy trình 3 tháng là vì có 3 tháng và yêu cầu cao thì nó mới đỡ bị trùng. Nếu các doanh nghiệp đặt ra mục tiêu theo kiểu 12 tháng trùng rất cao, cũng như cái việc Kaizen, vì sao mà chúng ta làm 1 tuần 2 lần là vì anh muốn Kaizen áp dụng luôn, sau đó có vòng lặp này nhiều, có vòng lặp này nhiều nó là cái sự luyện tập, và có luyện tập thì bản thân các thành viên đây mới trở thành chuyên gia Kaizen được. Còn nếu mà chúng ta chỉ ngồi nghe đây 5 buổi, 10 buổi, thậm chí 20 buổi mà chúng ta không có ứng dụng, không phải chuyên gia được. Chúng ta phải ứng dụng vào mọi công việc, mọi hoạt động của chính cá nhân mình, chúng ta mới giỏi và chúng ta mới trả lời được cho câu hỏi và ông trả lời cho câu mà ông Musashi, một tiến sĩ nổi tiếng người Nhật, viết cuốn những lời thơ từ thế kỷ 17, đó là tinh nhất nghệ, đó là trả lời câu hỏi vì sao có nhiều người ta giỏi nhiều việc thế và có nhiều người làm được, đó là phải có hiểu sâu sắc công việc của mình, nhìn nhận kỹ bản chất những việc nào đem lại quả cao và luyện tập những việc đấy sâu sắc, luyện tập thường xuyên và chăm chỉ hăng hái cái việc đấy và đừng coi thường, đừng coi thường. Hay ví dụ như đội ngũ kinh doanh chẳng hạn như vậy, Hoàng cũng kể với anh một câu chuyện anh nghe quen quen, đó là gì? Kinh doanh thì mỗi một anh kinh doanh mỗi ngày tiếp xúc bằng khách hàng nhưng không được thiếu, sau đó Kaizen liên tục cho việc là tiếp xúc bằng khách hàng đấy, không cần hơn nhưng không được thiếu, ngày nào thiếu ngày sau bù, phải giữ được cái vòng gặp đấy. Sau đó là bắt đầu cải tiến cho cái việc là gặp khách hàng đấy, gặp thế nào, hiệu quả đạt ra làm sao, thuyết phục làm sao cho nó tốt, thuyết phục hiệu quả như thế nào, thấu hiểu cái nhu cầu người ta đến mức như thế nào. Có thể đơn, cái nhu cầu của một ngày gặp 3 khách thì nó đơn giản, nghe thì đơn giản, nhưng để trở thành một chuyên gia hàng đầu đáp ứng với việc đấy trong vòng 3 năm không phải đơn giản, nghe thì đơn giản, nhưng đấy là một cách để chúng ta khép mình vào cái kỷ luật, để chúng ta trở thành chuyên gia hàng đầu trong cái việc là kinh doanh. Còn nói luôn anh em kinh doanh ở đây là chưa tốt, riêng cái việc kinh doanh là đẩy đẩy cái nhìn của Coca-Cola ra, còn riêng kinh doanh anh làm cực tốt luôn, anh làm cực tốt kinh doanh, anh đào tạo rất nhiều về kinh doanh, nhưng riêng về cái việc là đội ngũ nhân viên kinh doanh anh khẳng định luôn, các bạn làm hôm nay thì việc này kinh khủng, ngày mai thì chưa kinh khủng, nhưng những cái nhịp của các bạn không bao giờ luyện, không luyện được chuyên gia không giỏi và không thể trở thành chuyên gia. Chờ của Dũng, nếu Dũng không trở thành chuyên gia về công việc kinh doanh thì khả năng sẽ bị đào thải trong lớn tiếng kinh doanh, đó là chúng ta phải cực kỳ giữ được cái nhịp, chúng ta phải đề ra, có thể chúng ta sẽ nhờ những người giỏi đề ra cùng mình, nhưng sau đó chúng ta phải giữ nhịp đấy và chúng ta phải luyện cái việc đấy. Cái cách thức gọi điện như thế nào, tính toán làm sao thời điểm nào một khách hàng người ta nhận được cuộc gọi của chúng ta chuẩn xác, ví dụ các ông đại lý vùng này ông ấy có giờ rất làm việc kiểu này, thế thì mình phải tập trung vào giờ đấy, đấy là một dạng cái gì đấy, chứ không phải là mình cứ gọi theo ý mình đấy. Sau đó chuyển hàng như thế này, chúng ta phải nghĩ cho nó từng ly. Có như thế chúng ta trở thành chuyên gia, còn mọi cái chúng ta cứ làm đại khái và chúng ta cứ lựa chọn rất nhiều việc, thật phải là cái chất. Là vì thời đại bây giờ là thời đại thắng tất, thằng người nhìn cũng chết. Thế nên chúng ta phải rất giỏi và thấy Kaizen thì sẽ giúp cho được cái việc đấy. Và anh với mình sẽ cố gắng đưa ra nhiều ví dụ. Anh thì anh trình bày nó hơi dài một chút, nhưng mà vì anh thấy là cái này liên quan đến, ở đây đều là những lãnh đạo rất là quan trọng, liên quan đến việc lựa chọn các đơn vị các thành viên trong thời gian tới mà sẽ thực thi cái chiến lược quản trị đấy.
và sẽ thắt chặt cái 3 tháng này của chúng ta, thắt chặt. Em rất mong muốn là các anh chị lãnh đạo sẽ thấu hiểu được cách thức quá trình chúng ta lựa chọn phương pháp phòng ban. Có thể anh sẽ không làm hộ mọi người, nhưng mọi người sẽ phải tự làm một việc. Thì bản thân MK như hôm rồi anh đề xuất các bạn cười nói húng hớn 30 phút, anh hỏi xong chưa, xong rồi đưa ra trả lời quan, phải làm chuyên nghiệp, nghe rất chung chung, thực ra trả lời quan. Nếu các đơn vị nào không làm được anh sẽ làm giúp, nhưng tốt nhất thì bạn nên kể cả sai các bạn học được sai. Thì đấy là anh yêu cầu từ các lãnh đạo đấy. Có thể chiếm thời gian hơi dài một chút, nhưng đấy là việc rất quan trọng, đấy là title để cho các bạn có thể. Và là bây giờ thì xin mời các bạn sẽ ngồi với nhau để trả lời những câu hỏi mà mình đưa. Chúng ta sẽ có câu hỏi này đến thứ hai nhỉ. Rồi, xin mời các bạn. Còn là các anh em, các anh chị lãnh đạo thì anh nhớ phần trình bày của anh vừa rồi đã. Em vừa xem qua cái câu 2 thì là nói chung thì các đội thì đều đưa ra rất là nhiều các gạch đầu dòng rất là dài, thì ở đây cũng có những cái ý đúng và những có những cái nó cũng không được đúng lắm. Nhưng mà về cơ bản thì em thấy là tất cả mọi người đều có tinh thần thái độ tham gia rất là tốt, thế nên là em nghĩ là số điểm của ba đội, em nghĩ là sẽ để tất cả ba đội là câu hoa là 8 điểm. Và bởi vì là ít nhất là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái các cái câu trả lời của các bên thì nó đều giống nhau, chỉ khác không ít thôi. Đều là đưa ra khung thưởng, rồi tổ chức các cuộc thi này nọ, rồi lãnh đạo trực tiếp hỗ trợ, gần như là nó cũng khác với cả cái lý thuyết. Thì em nghĩ là ở phần câu 2 mình có được 8 điểm. Còn đối với cái phần câu hỏi 1 thì em không nghĩ là cái số lượng đề xuất nó nhiều rõ ràng như thế này. Tôi nhận là nhiều, chứng tỏ là các phòng ban có rất nhiều vấn đề đúng không? Từ trước nay là không giải quyết ạ. thật ra nó nhiều như thế này thì trong thời gian ngắn, thời lượng của chương trình thì em và Linh cũng không thể nào mà ngồi so sánh kỹ được về chất lượng. Thì về số lượng thì em thấy cũng tương đồng nhau. Thì ở phần thi này thì thực sự là cũng rất là hơi khó chống, thì mình sẽ để phần phần thực hành sau mình sẽ cố gắng rõ ràng hơn và đưa ra những cái điểm tiếp tục hơn. Thì ở cái phần 1 cũng như phần 2 thì em nghĩ là hai đội, tất cả các đội đều được 8 điểm, như vậy là mỗi đội có 28. Thì tại thời lượng hôm nay cũng hơi ít và câu hỏi thì cũng hơi dài. Thế thì để buổi sau mình sẽ có những cái cải tiến về câu hỏi cho ngắn gọn hơn. Thì cái phần thực hành thì mình sẽ cải tiến luôn. Nói chung là các bạn thì chỉ ra vấn đề rất là tốt. Và đúng là anh cũng thấy là câu hỏi trong phần lý thuyết như này là nó hơi dài một chút. Cố gắng lần sau là sẽ có những câu hỏi nó trọng tâm nhiều hơn. Nhưng mà dù sao thì kết quả mà anh thấy thì thật sự cũng rất là công tâm, các đội đều tham gia rất là đầy đủ. Phần 2 thì gần như là giống nhau, phần 2 thực sự là gần như, cái câu hỏi 2 phần trả lời gần như giống nhau. Câu hỏi 1 thì các nhóm đưa ra rất là nhanh, nhưng bản thân cái quá trình đặt câu hỏi của anh với Bình cũng chưa tường vinh cho các bạn, làm cho các bạn hơi bị rối. Thế nên là, nhưng mà kết quả lại thì anh thấy số lượng cũng như chất lượng cũng gần như nhau, số lượng chất lượng gần như nhau. Nhóm hai mấy, nhóm 27 này, nhóm 35 này, nhóm 27 cũng gần nhau không? Nhiều chứng tỏ là đúng vấn đề. Bây giờ ai rất là đúng. Đấy, 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 đấy.
Thế nên là 8 điểm là rất chuẩn xác. Trừ bây giờ thì bọn đấy cho 6. Bây giờ trước khi chúng ta sẽ nghỉ nhanh khoảng tầm 5 phút 10 phút rồi. Xong chúng ta sẽ vào phần thực hành. Phần thực hành sẽ quyết định là cái thắng thua và chỉ có một câu hỏi thực hành thôi. Một câu hỏi thực hành thôi. Thế câu hỏi là như này. Câu hỏi là mỗi một nhóm sẽ lựa chọn ra một đề xuất chất lượng nhất hay tốt nhất của mình và viết hẳn vào cái biểu mẫu đề xuất lần trước mà anh mình đã phát cho một người từ cái buổi và đầy đủ những cái phân tích là thì cách thức thực thi như thế nào, cái hiệu quả của cái đề xuất này dự tính nó sẽ như thế nào, cái tính khả thi ra làm sao, có nghĩa là viết trong những cái biểu mẫu đấy. Đấy là một bài tập rất đơn giản và rõ ràng và chỉ cần duy nhất một lựa chọn. Anh sẽ đánh giá thứ nhất là về cái đề xuất đấy nó hiệu quả đến đâu, thứ hai đó là cái quá trình mà cái khả thi của đề xuất đấy như thế nào. Đã đơn giản chưa ạ? Anh sẽ cho 15 phút nhá. Đề xuất này là đề xuất ở câu 2 hay là câu số? Không, cái đề xuất này cả trong công việc, cả quyển sổ cũng tốt. Công việc cũng là quyển sổ đấy cũng là công việc mà. Tất cả mọi vấn đề. Theo cái nền tảng của cái phần đề xuất trước này cũng được này. Cho phần mình. Ok. Không, mình dùng tiếng mất rồi. Không, 15 phút. 15 phút phải viết cả vào cái đề xuất đấy. Trong đó cũng là anh mình đã gửi cho người lần trước ạ. Mình đưa ra một đề xuất để chúng ta sau đó. Anh đọc lại này, anh đọc lại câu hỏi nhé. Đó là mỗi nhóm đưa ra một đề xuất chất lượng nhất của mình về cuốn sổ cũng được và về công việc của mình cũng được, sau đó viết cụ thể vào trong cái biểu mẫu đề xuất mà lần trước mình đã đưa cho mọi người, viết cụ thể. Cái bạn nhưng mà cái gì trình bày phải rõ ràng, mạch lạc, đơn giản. Nói chung bản thân anh thì anh sẽ tính làm sao cho nó thật là khoa học. Và 15 phút bắt đầu. Không đúng giờ đấy. Anh xin sẽ đọc lần lượt những cái đề xuất của các cái đơn vị thành viên. Mình sẽ đọc rất kỹ nhé, mọi người chú ý này. Thứ nhất là mỗi phiếu đề xuất của Hackathon thì ngày đề xuất là ngày 23/12/14. Người đề xuất là chỉ tùy bộ phận bảo hành trước cải tiến hàng trăm khách hàng không có máy dùng trong thời gian chờ bảo hành, khách hàng đấy rất là bất tiện, không hài lòng. Ba khuôn mặt nhăn nhó đấy. Sau cải tiến mua 60 máy giá rẻ đổi hoặc 120.000 một máy cho khách dùng khi chờ bảo hành, bốn khuôn mặt cười. Hiệu quả này. Chi phí rất thấp, 7,2 triệu, thời gian thực hiện 3 ngày, hàng trăm khách hàng giảm rất nhiều bức xúc, người nhận đề xuất hoàn ý kiến đánh giá ý tưởng hướng đến khách hàng dễ thực hiện, cần phát huy. Ok, đây cũng là một cái mà anh thấy rất là chuẩn mẫu và đặc biệt thì đã được thực huy.
thì bây giờ đến nhóm Liên Minh. Nhóm Liên Minh trước cải tiến, không kiểm soát chính xác giờ giấc nhân viên đi làm và đi về đúng giờ. Sau cải tiến, mua máy chấm công bằng vân tay, hiệu quả này, bổ sung hỗ trợ cho việc quản lý nhân sự 2.0. Toàn bộ nhân viên đi làm đúng giờ đầy đủ, nếu không sẽ bị phạt liên quan đến tiền nong. Thứ ba là giá rẻ, thực hiện đơn giản, quản lý tốt. Hình vẽ không có, người nhận đề xuất ngày nhận ý kiến đánh giá cũng không. Ok, đấy là nhóm Liên Minh ạ. Và cuối cùng là đề xuất của Hackerbyte. Đề xuất của Hackerbyte, trước cải tiến, trả lương nhân viên kinh doanh theo cách tính theo doanh số xuất hàng từ công ty đến đại lý, dẫn tới kết quả hoặc quả như sau. Đây là trước cải tiến này. Mang doanh số về cho công ty, tình trạng ép đại lý cuối quý để đủ doanh số, chất lượng đại lý tức hiệu quả bán hàng có lãi kém và dễ vỡ hệ thống, cảnh báo lỏng. Sau cải tiến, trả lương nhân viên kinh doanh theo doanh số bán hàng thực tế của đại lý mà nhân viên kinh doanh kê. Kết quả dự tính, tăng số lượng bán hàng thực tế của đại lý tăng dần từ 10%, không còn tình trạng ép doanh số, yêu cầu kỹ năng nhân viên kinh doanh cao hơn, lọc nhân sự tốt hơn, đại lý hợp tác trung thành và hệ thống mạnh hơn, đối thủ khó theo kịp, và cuối cùng là sẽ làm tăng doanh số bán hàng thôi. Đấy là ba phần trả lời của ba nhóm. Thì đầu tiên sẽ nhận xét nhóm yếu nhất. Thứ nhất là cũng rất thông cảm với nhóm Liên Minh, thực tế là cũng nhiều phòng ban mới và cũng như là cái kết nối của các cái đơn vị này nó khá yếu, nên thành ra đúng là cũng không có những cái kết quả gì nó đột phá cả, vì cũng là chưa có việc thì nó là cải tiến nó cũng khó. Tuy rằng cải tiến này cũng làm cải tiến tốt, nhưng mà gần như các công ty cũng làm việc này rất nhiều. Đây là học hỏi là chính, đương nhiên học hỏi là tốt, học hỏi nó luôn luôn là tốt. Một là Kaizen, cũng làm tay Kaizen tốt, dễ, nhưng mà nó chưa đạt cái đề xuất nó cao, đề xuất nó đủ cao. Thì nhóm Liên Minh 7 điểm rồi. Bây giờ là hai cái phần trình bày của hai nhóm mà có cái đề xuất nó tốt hơn. Thì đề xuất của Hackerbyte đó là mua máy giá rẻ 120.000 cho khách, để trong quá trình mà bảo hành sẽ cho khách mượn để dùng luôn. Thì cũng làm đề xuất đã được thực hiện từ tháng 9, mua 60 máy giá rẻ, mức số tiền là 72 triệu. Thì đây cũng làm đề xuất đã được thực hiện và đã chứng minh được hiệu quả. Thì đề xuất này rõ ràng là hướng đến cái lợi ích của khách hàng rất là nhiều, đặc biệt trong vấn đề bảo hành. Thực ra người ta yêu cầu không cao, chi phí thấp như vậy, mình làm như thế là rất là đúng. Đây là một cái cải tiến Kaizen, cũng chưa phải là cái đột phá gì đâu ạ. Thì việc này thì các cái phòng ban, các cái công ty người ta làm bảo hành thì người ta cũng làm được một cái rồi, chưa phải mới. Nhưng dù sao đối với chúng ta thì nó giúp cho cái hiệu quả về vấn đề bảo hành khách hàng rất là nhiều, và anh cũng đánh giá cao những cái đề xuất như thế này. Thì và đề xuất cuối cùng là đề xuất của bên nhóm Hackerbyte, đề xuất là thay đổi cách tính lương từ việc là cách tính theo doanh số xuất hàng từ công ty đến đại lý, chuyển sang thì cách tính doanh số theo cái sản phẩm của đại lý bán đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Cái này thì anh phải phân tích một chút. Cái này thì có thể một số đơn vị sẽ phải, bản thân các lãnh đạo sẽ phải lắng nghe. Từ trước đến nay thì anh nói rất nhiều về cái việc là chúng ta phải hướng đến khách hàng cuối cùng. Khi khách hàng cuối cùng mua thì chúng ta mới coi như đấy là bán. Bản thân là thời gian vừa rồi bên Ambai sai, cũng là vì Ambai nghĩ là đợt đầu người ta nhập hàng thì tháng sau ta sẽ nhập hàng như thế cộng thêm cái số lượng tháng sau. Nếu mà cách tính theo
như thế này thì có lẽ là bên A3 cũng đã ít phải cái sai lầm như thế này rồi, là vì lẫn lộn giữa cái việc là bày hàng với cái việc là bán hàng. Cái này cực kỳ quan trọng, vì lẫn lộn như thế này chết ngay lập tức cả một doanh nghiệp lẫn lộn. Và cái này anh nói rất nhiều, tất cả cái lo đến của hoạt động doanh nghiệp của mình đều là lo đến sản phẩm bán đến người tiêu dùng cuối cùng. Bên Hackathon anh làm cách đây 2 năm, 3 năm nay đều luôn luôn hướng đến cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng thì mới tính là bán. Còn nếu nó bày trên kệ thì đấy vẫn là tổ, kể cả bày trên kệ. Cái này anh đã nhắc nhở rất nhiều. Cũng rất tiếc là bên HK3 thì đến bây giờ mới nhận ra cái điều này. Thì đây cũng là cái điều mà anh cũng khá là đáng tiếc. Đấy, khá là đáng tiếc thì... Nhưng dù sao, nhìn ra vấn đề và quyết định giải quyết cũng còn là tốt hơn. Và cái hiệu quả đây có một hiệu quả rất lớn mà HK3 cũng đi ra được. Cái này thì cũng đặc biệt là về phía Hương, đó là cái chỗ mặt tồn. Bọn em không tin về chỗ mặt tồn ở đây, nhưng nếu làm như thế bọn em sẽ dự đoán được nhu cầu rất chuẩn. Bọn em sẽ không bị méo mó nhu cầu, không bị méo mó nhu cầu. Có nghĩa là cái vấn đề làm tồn của doanh nghiệp nó sẽ chuẩn bằng cái gọi là thời gian thực. Theo những thông tin trong thời gian thực, có nghĩa là ngày này, tuần này bán được thế này thì khả năng tuần sau như thế nào thì mình sẽ dự đoán dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta làm cái việc quý này, chúng ta dồn một phát cuối quý, chúng ta nhồi cho người ta ăn 5 bữa một ngày, người ta chết ngắc về chuyện là tồn hàng, đúng không ạ? Sau đó là một thời gian dài người ta không ăn được hàng nữa thì cái hoạt động của doanh nghiệp nó bị xáo trộn rất nhiều, xáo trộn cực nhiều hơn. Thời điểm cuối quý và thời điểm sau cái thời điểm cuối quý đấy lệch nhau xa. Đây là một cái tình trạng mà những ông giám đốc thuê cực kỳ hay dính vào. Đó là gì? Tư duy nhiệm kỳ đấy. Đó là tư duy của các bác nhà nước, đó là chạy tiền bao nhiêu vào trước đấy, đúng không? Trước khi hạ cánh vét thằng sau lên, nát đấy, lại vét tiếp, lại vét chỗ khác. Nhưng đều là tư duy nhiệm kỳ. Và đây là tư duy rất khét. Và nó cũng làm cho cái doanh nghiệp chết rất dễ. Đó là lệch của hàng tồn. Thì dù sao thì cái này cũng không phải cái gì mới. Cũng rất tiếc. Cái này cũng không phải cái gì mới. Cái này đều là điều anh đã dạy rất nhiều. Nhưng các bạn không chú ý. Các bạn không chú ý. Đến bây giờ mới thay đổi là cũng là vì do có vấn đề rồi. Đấy. Do có vấn đề rồi mới thay đổi. Ok. Thì bây giờ anh sẽ chấm điểm. Nhóm Liên Minh thì cái cải tiến này thì dễ, nhưng mà nó chỉ là học tập của các đơn vị khác thôi, chưa có gì đột phá cả. Nhóm Liên Minh 7 điểm. Nhóm Hackathon thì thực tế là vấn đề khách hàng gặp phải với chúng ta việc này rất nhiều. Về phía anh không bao giờ tiếp tiền cho khách hàng, đến tận tháng 9 mới thực hiện, cũng chưa. Đúng là phải từ lâu, vì anh chưa giờ tiếp tiền những chuyện vài triệu để làm cho khách hàng tốt hơn. Đến tận tháng 9 mới thực hiện, nói chung chứng tỏ những người ở vị trí quản lý của cái bảo hành làm chưa tốt. Việc đấy thì ra cũng khó, các đơn vị bảo hành khác là cũng làm thế. Thế nên là nhóm Hackathon là 8 điểm ạ. Và cuối cùng là Hackathon. Đề xuất này là dễ thực hiện. Thực tế chỉ cần thay đổi mỗi một con số, từ cái việc là từ lúc xuất hàng bán đi chuyển xuống cho đại lý, đến cái chuyện là đại lý bán đến khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Cách đo đấy rất dễ, không thay đổi một chút nào về cách đo đấy, nhưng hiệu quả tăng lên rất cao và khác biệt rất nhiều. Anh không thể nói hết về cái hiệu quả của cái cách đo đấy này cho các em, vì cái này bọn em phải hiểu cái tổng thể rất nhiều. Nhưng khác xa, khác rất nhiều. Và hiệu quả cũng cao cực kỳ. Để chỉ cần một cách thay đổi, một cách đo đếm thôi ạ. Đo từ cái việc là cứ ra khỏi kho của tôi là kẻ cố sống chết như thế nào, đến cái chuyện là đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng. Hai cách đo đấy nhìn thì rất là giống nhau, chỉ thêm một thời gian rất ngắn, nhưng mà hiệu quả khác nhau xa vô cùng.
xa vô cùng. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam chết ở cái đoạn này. Nhưng các em biết không ạ, phần Coca-Cola nó còn có cái hệ thống database thời gian thực. Một cái quán ven đường ngày nay là bán được mấy chai nước, kinh khủng như thế. Và nó tính là tính đấy để nó sản xuất. Không bao giờ tính cái chuyện là ông ấy dồn vào trong cái kho là bao nhiêu. Không bao giờ. Nó chỉ sản xuất dựa trên nhu cầu thực. Nhu cầu thực là gì? Là khách hàng vừa tiêu thụ xong và trong tuần này sẽ sản xuất như thế nào cho cái nhu cầu của tuần trước. Và mỗi một cái quán ven đường bán một ngày hôm nay 2 chai Coca và một ít. Thế nên là đây là cách đo đếm. Anh đánh giá thì cũng là do cái vấn đề của Mazda Bay đã mắc phải. Nhưng đây cũng là một cái yêu cầu và yêu cầu tất cả các đơn vị phải đo đếm theo cái con số thực như thế này. Đây là cải tiến áp dụng chung từ Mazda Phone, Mazda Bay, A3, tất cả đã được trung cấp thì hiệu quả sẽ rất lớn. Anh em chúc mừng Mazda Bay, nhóm Mazda Bay đã được 8,5 điểm. 8,5 điểm. Mô hình xấu và nói chung là lẫn lộn cả những bao nhiêu giấy thì đây, của em không bây giờ lại giấy tự nhiên lại xấu thế nào. Không mua hỏi là theo chuẩn. Nếu mà chuẩn mẫu thì đề xuất này của Hakabai là chuẩn rất cao. Nếu mà tự các bạn đề ra và các bạn làm đẹp thì anh phải cho 9 điểm. Nhưng vì bản thân đây là vấn đề các bạn phát sinh. Còn đề xuất của Hakaphone thì rất tốt, nhưng đề xuất Hakaphone thực hiện rất chậm, bởi vì đề xuất đấy lại quá dễ. Là vì về phía anh ấy không có được tiếp cái vài triệu để phục vụ khách hàng, muốn nói là việc đáp ứng nhu cầu khách hàng đúng không ạ? Không phải là lần đầu. Nên cái đề xuất này, đề xuất của Hakaphone nó lại có một cái yếu đó là nó chưa đạt. Ok, thì bây giờ anh xin công bố điểm cuối cùng. Nhóm Hakaphone trung bình 8 điểm, nhóm Liên Minh 7,5 điểm. Và chúc mừng nhóm Hakai 8,25 điểm ạ. Xin chúc mừng nhóm Hakaphone. Tuy là chưa thực sự tiếp tục, nhưng dù sao thì cải tiến của Hakaphone làm cải tiến mà anh đã thích qua mà mọi người hiểu luôn đúng không ạ? Và anh yêu cầu tất cả các đơn vị về sau sẽ phải tính như thế. Tuyệt đối không được tính theo kiểu là do ở kho mình nhằm nhà tiền. Mặc kệ sống chết của đại lý, mặc kệ cái nhu cầu của khách hàng. Tuyệt đối nhé, anh nói lại lần nữa, tuyệt đối. Mà hãy đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng mới tính cho kết quả của cái đơn vị kinh doanh. Đấy mới là cái thực tế. Còn nếu không chạy mà phát sai ngay và chết cả doanh nghiệp ngay. Thậm chí cả doanh nghiệp to đùng cũng chết. Ngày xưa anh đã va một trường hợp đó là thằng Cao Sinh. Khi anh quảng cáo cho nó được một lần, đây anh kể lại câu chuyện rất cũ rồi, nhưng mà nó cũng y hệt như này. Anh quảng cáo cho nó một lần, anh làm một phát chiến dịch, nó bán được khoảng tầm 10.000 trong vòng một tháng. 10.000, một con số rất lớn. Nó về thằng đại lý của Cao Sinh, nó về nó bảo ui em ơi thành công rồi, thành công rồi, nói vợ ấy, thành công rồi, ngon rồi, vào thị trường Việt Nam ngon rồi. Đấy, anh bảo nhầm. Đây chúng mày mới chỉ là hàng lên kệ thôi. Chúng mày đang bán được đâu? Rồi chúng mày dồ lên. Nó bảo không, sản phẩm tao tốt lắm. Sản phẩm tao tự nó đã dễ bán rồi. Chúng mày giúp tao thì tao đồng ý. Nhưng mà do là do sản phẩm của tao. Anh giận thì chúng nó mà anh không làm được chúng nó luôn. Đương nhiên cái công sức của anh do anh quảng cáo giúp cho chúng nó thằng Cao Sinh nó bán. Thủy có biết Cao Sinh là tài không? Thủy biết. Anh không làm được nó luôn. Và chỉ khoảng tầm 5 sau thì nó chết. Là vì nó còn dự đoán hết sai, sẽ hết cả hoạt động doanh nghiệp của nó. Nó về sau bắt đầu là nó mời chào đại lý, nó mời rất là thoải mái. Ui, 5.000 bán ngon. Nên chúng mày cứ nhập 5.000 đi. Về sau là các đại lý bắt đầu phá sản. Bảo Vân là chợ rời phá sản 5.000 cái điện thoại. Là vì nhu cầu là nhu cầu ảo. Sau đó là ông giám đốc của Cao Sinh Quy bay từ Trung Quốc sang đây, cũng gọi là tay bắt mặt mừng các đại lý này khác của người vui vẻ phấn khởi. Anh nhìn thấy bảo là những người. Nói chung là kết luận là phải về sau ra được hàng như thế nào. Anh không thể làm luôn. Anh không thể làm luôn. Là vì bản thân anh và công ty thực tế đó là anh đi chào trực tiếp cái máy đấy cho từng khách hàng như thế nào anh biết.
cái máy đấy bán được, nhưng thành công lớn của nó vẫn là do Hàn Quốc, và đấy không phải thành công thực tế, và nó vẫn bị giám sát ở Trung Quốc, anh phải hiểu điều đấy. Và một điều là nó, tôi thì nó dám coi thường cái đóng góp của anh không làm được, nhưng mà nó sai lầm, đó là nó nhầm lẫn, đó là nhu cầu ảo. Khi nào mà tháng nào nó bán được đến tay người tiêu dùng, nó đã đến được cái con số đấy và lên 10.000 ấy, đấy là thành công thực sự. Và sau có một tháng đấy, 4 tháng sau nó vẫn tồn nguyên 2.000 cái máy, và về sau càng tốn nhau nói chung tan nát hết. Đấy chỉ là một sai lầm duy nhất, và nó cũng giống kia cái sai lầm của chúng ta ở đây. Nhưng từ cái cách đây 6 năm đấy, anh nhớ 5 năm rồi. Sơn thì Sơn có biết đúng không? 5 năm anh đã nhìn ra vấn đề đấy rồi. Thế nên bản thân cái đề xuất này cũng là một cái đề xuất đấy, không hẳn cái gì quá đột phá, nhưng em phải học rất khó, nhìn ra rất khó, nhưng mà nó thay đổi rất nhiều, thay đổi nhiều lắm, không biết phải nói hết với anh nào. Nhưng thôi, ok, dù sao thì anh cũng chúc mừng nhóm H2 thì hôm nay cũng nhóm H2 cũng dù sao cũng làm thế rất là tốt. Nhóm HK Phone thì anh cũng rất tiếc, nhưng mà nó ra là nhóm HK Phone cái đề xuất này xứng đáng, nếu mà cách đây 1 năm trước thì anh không đồng ý, nhưng nếu mà chỉ từ tháng 9 cách đây 3 tháng chưa đồng ý là đề xuất này xứng đáng. Ok ạ, bây giờ xin mời nhóm chúng ta. À, cũng may mắn cho nhóm Liên Minh là không phải hôm nay nhận cái bằng phá nhé, là vì Hackathon không chiến thắng. Còn nếu mà Hackathon này tiếp tục chiến thắng thì chắc cả hai nhóm cùng lên đấy, anh đã chuẩn bị rồi đấy. Liên kết.